May một nha, mấy hôm nay mấy mọi người tranh cãi về tình huống anh bị thầy cá tô bóp cổ, sự thật tình huống như thế nào anh? Sự thật là thầy cá tô chắn ngang mình và đè xuống không cho mình vào chỗ bên trong, bảo là một người đàn ông phải chấp nhận thất bại và đứng lại đối đầu với nó chứ không được bỏ vào trong. Cái đó là can ngăn chứ không phải là bóp cổ nha mọi người nghe. Nhưng trong tình huống can ngăn là ông đè xuống với tư thế là đang giằng co với mình nên giống như là bóp cổ. Nhưng mà may cái tình huống đó là báo chí đài rồi nó chụp lại đúng cái tình huống đó, nhưng mà sau đó nó những tấm hình nó chụp sau đó nó không chịu đăng lên. Những tấm hình chụp sau đó là sau cái tình huống mà ông trấn an xong là ông đè xuống xong là lúc đó Trường khóc, cho bắt đầu ông ôm và ông vỗ về, ông vỗ vào đầu, ông ôm vào lòng, ông vỗ về, nhưng mà lúc đó không ai chụp và cũng không ai đăng lên hết nên mọi người cứ bị hiểu nhầm.